Vâng, xin chào các bác, xin chào các bác. Đây là con Bulle CH được sản xuất tận niên 1950. Các dòng là bọc vàng của Đức Quốc xã. Kính nguyên zin toàn bộ, độ mới là trên 90%. Mọi thông tin chi tiết về kính em luôn luôn ghi bên dưới video kèm theo cái địa chỉ lâu năm, số điện thoại lâu năm, giá cả rất là rõ ràng, rành mạch và chi tiết. Đây là càng phải nhá. 140 này. 5420 này. Chuôi rất là mới nhá. Rồi tiếp theo là càng trái này. 140 này. Đấy, ống ánh này. Đấy, đây là chữ bô lê này. Đấy. AK64 này. Chuôi đen. Rất mới, rất đẹp này. Bô lê chữ H.